Và vào thời điểm này, hầu hết bà con tại các làng nghề trong cả nước đang tất bật sản xuất hàng hóa để đưa ra thị trường, phục vụ người dân dịp Tết. Càng gần đến Tết thì các xưởng sản xuất luôn sáng đèn cả ngày lẫn đêm. Dù tăng ca vất vả, nhưng ai cũng hồ hởi bởi bán được nhiều hàng hơn cũng đồng nghĩa có thêm đồng ra đồng vào cho một cái Tết đầm ấm. Phản ánh không khí sản xuất cận Tết tại làng nghề ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện xưởng sản xuất này cho biết, những ngày qua, xưởng luôn sáng đèn để kịp đưa ra thị trường từ 3 đến 4 tấn bánh tráng mỗi ngày. Cái sản lượng của mùa Tết năm 2024 tăng khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái và so với cái sản lượng hàng ngày. Hiện tại thì công nhân đang làm việc tăng ca khoảng 2 giờ mỗi ngày để đáp ứng cho sản lượng cung ứng cho dịp Tết. Không chỉ sản xuất để phục vụ Tết tại thị trường nội địa, Tết này, sản phẩm bánh tráng của làng nghề Phú Hòa Đông còn được xuất ngoại để phục vụ các kiều bào xa quê. Mừng tháng mùa 1 thì một tháng nó dụ 10 cân, thì bây giờ lên tháng mùa 1 này là 15 cân, tương lai lên 20 cân. Có đơn hàng thì công nhân nó mới trở lại những dễ như vậy, đời sống nó cũng tốt hơn hồi xưa. Xã Phú Hòa Đông thì hiện tại thì có khoảng 70 doanh nghiệp cơ sở sản xuất bánh tráng. Thì hiện nay thì đang chuẩn bị cho thị trường Tết. Thì mỗi ngày thì cái sản lượng mỗi ngày để chuẩn bị cho thị trường Tết là khoảng từ 70 đến 80 tấn một ngày. Cái cơ sở sản xuất bánh tráng Củ Chi đang giải quyết việc làm cho hơn 6.000 lao động. Đây là một trong 6 làng nghề truyền thống được thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn để tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trong thời gian qua.